Còn nữa trời, sao lội ra ngoài vậy? Túi này giống túi thạch xanh quá cậu. Trời ơi, mỏ kìa. Trời ơi, súng nhân hết rồi. À, thưa cô bác quý anh chị, vào một buổi chiều hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xóm Việt Kiều Campuchia, hay còn gọi khác hơn là xóm không quốc tịch. Thì hôm nay Bùi Hồ thăm lại các cô chú anh chị ở đây, cũng như là thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho các bé ở đây những cái phần kẹo và dùng một bữa cơm với lại các cụ, cũng như là các anh ở đây. Ôi, mình thì mới, Bùi Hồ vừa với lại chị Trên đi cắt lục bình về, và cậu kêu ở lại ăn cơm. Ôi khô ngon quá à. Dạ, này là cá rô phi này, cá tra. Dạ. Ôi xương mà không bỏ luôn, thấy không? Cậu xương ấy, ăn cũng ngon lắm. Dạ. Sao chị Năm? Dạ. Ôi chị chính chưa? Chị tự nói chuyện đấy, định nói nên anh Hồ đừng quay. Đâu có gì đâu. Bình hai thường. Mẹ con mà chính là anh Trực. Mày té rồi, mày cho chồng kêu bác ba gọi đi con. Còn bác ba cụ khỏe hả cụ? Khỏe. Dạ. Hôm ngày có ai lại thăm mình không? Có mấy chú ơi, mấy chú lại với chú Năm với mấy chú kia lại thăm mình ha. Cái chú gì mập mập quá, thăm gì mập mập quá đó. Không biết tên, em không biết tên. Dạ. Chiều nay mình ăn cơm với gì cụ? Thịt chiên. Thịt chiên bữa nay mới mời con hả? Ừ. À, con ăn hết rồi sao? Ăn đi cậu, nếu cậu kêu cháu ăn hết. Hôm nay sang ta, cậu ăn với thịt chiên luôn. Chào. Con đi vô đây nha cậu. Đi mà. Dạ. Chị đang thổi cơm hả? Dạ. Nấu gì chị? Mẹ nó mua thịt chim ướp rồi chiên. Thôi có muối gì mình ăn gì đi, khỏi làm nhiều. Thiệt đó. Mới thấy dĩa muối tiêu kìa. Củi mình để dưới đó hả chị Trên? Dạ dạ. Ủa cực dữ trời, mới giờ chưa được nghỉ ngơi mà nấu cơm nữa rồi. Chứ mẹ già rồi, trời mặn về nấu cơm. Thôi mẹ nhà nhờ có nồi cơm điện đó, nấu. Có mà... cơm điện không? Có, nồi cơm điện đó đó. Mà không có bếp ga hả? Dạ. Có bếp ga nấu nó mau hơn. Chị muốn mua bếp ga không? Muốn mua bếp ga mà có tiền đâu mua anh Hầu. Còn 1,000,000 á. Vậy hả? Dạ, về bình này kia 1,000,000. Cái lò ga thôi 1,000,000 rồi đó. Chứ làm rồi về nấu cơm nhúng củi này cực quá. Dạ. Tại nếu như mà mua bếp ga mình để đâu ta? Không biết để đâu luôn, cái ga này chặt cứng. Với cái này nó văng đinh văng gì hết tùm lum hết trơn rồi. Chị phải thích có bếp ga không chị Trân? Em cũng thích bếp ga nữa mà hoặc không tiền. Biết sao vậy đây? Trên chị Phái bà cụ mới sợ. Không, bếp ga lớn nó không có nổ đâu. Bà cụ mới sợ nổ, ít lắm đài rồi. Rồi, đa số bây giờ thấy khó thấy bếp củi giống gì lắm. Dạ. Mà bếp củi thì nó lại khối quê, nó lại đẹp nhưng mà cực quá. Dạ. Bây giờ chị thích bếp ga không? Thích ha? Dạ. Mày đi mua được không? Mày đi mua có tiền đâu mua anh Hồn. Bữa nay mặn được 143,000 đó là em mừng hơn gì nữa đó. Cái mấy bữa đó hả, chặt có được gì đâu. 80, 70. Chặt được về cũng nghèo. Càng hôm ngày hôm qua về rồi xong xuôi bị say nắng rồi về rồi ha. Nghi ngờ ới luôn á. Dạ. Bây giờ ví dụ như ngày mai mà người ta cho tiền mình rồi mình chịu đi mua bếp ga không? Chịu không? Chịu được vậy. Hoặc là 150 đó, chị đưa em, chị góp em ngày nhiêu á? Hay anh? Dạ. Góp em ngày 50. Đâu biết đâu anh thưa định ý định của chị với mẹ thôi chứ em. Ô anh tắm ở dưới này nè. À. Hỏi bà cụ nó thôi khỏi đâu, tôi sợ nổ. Chị. Dạ. Ngày góp em 50. Rồi. Em cho chị mượn trước. Dạ. Ngày 50 là như ta? Ngày 50 thì 1,5 triệu.
Góp tháng là đủ rồi. Dạ. Rồi, chịu không? Chịu. Mà nếu như mà ngày nào mà không có lao động thì em tăng lên gấp đôi. Để cái nào trời. Chịu để cái nào mới được. Vâng, quan trọng có tính lợi không? Thì ngày nào mà không góp là em tăng lên gấp đôi. Thế anh? Dạ. Chịu không? Chịu. Chịu. Chú Hồ này, hai mẹ con mà chính là anh thích ô cơm mà 70. Ờ, đồ cơm của mình đâu rồi? Ngày trước hả? Cái kè mà đớt hả anh? Đâu, có đau khô. Đâu, dạ. Ôi, nó có bự kìa. Ôi, còn cái ấy đâu chị? Còn thịt đâu? Đây. Ở nhà bà mẹ bướm. Này là nhiêu tiền thịt ta? Không biết, mẹ mong không biết nhiêu nữa. Em đi mặn. Dạ? Cái bà Tư bữa đó dậy dậy thế hả? Ừ. Chị Phượng á. Bán chịu hả? Dạ. Không, bà quen nghiệp bà lắm. À, bà cho mình thiếu ha. Dạ, dạ. Mua thịt thiếu đại khách. Dạ. Trời ơi, chơi sang dữ trời. Né hầu ơi, né hầu. Sang quá anh. Chơi thịt thiếu mà đại khách luôn á. Bà đó có nhiều lắm rồi. Rồi mai mốt là chắc trả người ta là chắc xỉu luôn. Rồi à. Mai mốt mà em nói mai mốt cưới chồng đi rồi cái gì ta, rồi chị đi cắt đi. Ủa, chị ở nhà anh đi cắt là ở nhà có tiền đóng tiền bước ra rồi. quan trọng anh chị đi cắt thôi. Dạ. Thấy bự mệt quá thôi đem ơi gọi đi. Cái sắc mặt luôn bự nữa, cái sắc mặt luôn rồi. Không chị, em chỉ có này nhức tay thôi. Anh ba thấy thường không đi, kêu Vũ Bảo nhảy xong, con nhảy xong bơm miếng mít rồi con lậu qua. Em bơi mà khoảng 15 phút với xuồng nó quẹo qua quẹo lại đứng. Là cái xuồng đó là hai đứa con của chính đi chặt không? Ờ, em mới thấy á. Dạ. Hỏi bà Bảy dắt 3 giờ, bà kêu là hai đứa nó thích chị đó đi rồi đó. Bà sẽ cực quá. Rồi mẹ ở nhà thì chặt một mình đó mà ở nhà. Chị nuôi trong cái bến, mượn cái bến của... Chị trên nhúm lửa hay chứ. Nhúm nãy giờ vậy mà nó ấy rồi. Quen rồi, quen rồi anh Hồ ơi. Mai mốt mua bít gai, góp em ngày 50. Bữa nào chặt lục bình được nhiều góp 50, bữa nào không chặt lục bình được nhiều có tiền góp đây, có tiền đâu góp đây. Thì em tăng lên. Tăng lên có tiền trả luôn. Rồi thôi chị nấu đi để hôm qua trước cái nha. Dạ dạ. Xuống nữa mình sẽ ăn với miếng này nè. Thịt dạ. Này là thịt thiếu nha cô bác quý anh chị. Thịt thiếu đại khách. Nấu cơm nhiều không mà đẩy em chị? Thôi cái muối tiêu này mình ăn đó hả? Dạ. Bà cụ ở đâu để trên cái nắp cơm đây nè. Bà cụ đúng rồi, đúng rồi. Thôi. Đây đâu quá chứ kìa. Bữa nay bà cụ có thịt thì không đâu, không có đẩy bà cụ tiêu đâu. Bà cụ nay có thịt ngon rồi. Bà cụ chơi sang nhất miền Tây luôn á. Mua thịt thiếu đẩy khách. Cháo ngày qua anh em trò đó. À. Nước cái này. Dạ. Cháu con thằng này nè. Ủa rồi Tú đâu rồi cậu? Nó còn chạy đâu cao hơn trời. Ừ. Không có hỏi chú. Trước khi ăn cơm thì gọi các bé lại giùm con, giùm em với anh. Để coi mấy bé qua đây hết coi. À. Giùm lại hết coi. Trời ơi trời, cái chú Hồn có cho mày không mà đặt từ từ. Bé là nhiêu tuổi á? Bé đó 13 tuổi đó. 13 tuổi là chưa lớn rồi. Rồi chết rồi, không có quà luôn rồi. Ê, qua đây nè, các con qua đây nè. Rồi đứng dậy. Qua ngồi xếp hàng đã. Xếp hàng. À, thông tin anh với cô bác quý anh chị thì ngày mai đây thì mình sẽ quay trở lại để hỗ trợ cho hoàn cảnh của các cô chú ở đây. Và trước tiên thì ngày hôm chiều hôm nay vào một buổi chiều chủ nhật đông đủ như thế này thì Bùi Hồ muốn thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ gửi một chút phần kẹo từ nước ngoài gửi về cho các bé để cho vui. Vui không? Dạ. Rồi bye. Rồi được rồi, ở đây mình đếm rồi tổng cộng mấy bạn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ủa sao có 9 bạn vậy? Vậy là mừng ý. Điếm là 1, con tên gì? Con tên My Bảo. Bạn này? Khang. Bạn kia? Hiền. Con? Mát. Ôi rồi. Thi. Không nói chú. Tú Phượng. À nhớ được ba bạn rồi. Chắc cũng phải là tới đây nhiều lần nữa mới nhớ được nhiều bạn quá. Ngồi đây đi, ngồi
Đây, đây là quà của chú Ken Vinh Trần. Bạn nào bé nhất đâu ta? Bé nhất nè. À, đây là quà kẹo sô cô la rồi bánh kẹo. À, một bạn nè. Lấy bé không biết. Bé không biết. Nè, đưa cho đó đi. Rồi đi kìa. Đây. Bé My. Cảm ơn. Hôm nay đã gặp chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Chúc đây. Năm mới vợ giàu sức khỏe. Chúc năm mới vợ khỏe. Rồi, đừng chúc chú năm mới hạnh phúc nữa nha. Ở gì vậy? Gì đó gì? Gì em quên rồi. Đây. Dạ, con cảm ơn chú. À. Chúc chú 100 năm hạnh phúc cho chú kiếm vợ. À, chúc chú 100 năm hạnh phúc. Đây. 100 năm hạnh phúc. Lộ, lộ. Đây. Cảm ơn chú. Chưa chưa, đây. Một bịch như thế này gồm có sô cô la rồi kẹo rất là nhiều nha. Mấy bạn ơi. Rồi, còn hai bạn nữa, hết rồi, hết rồi Vượng ơi. Cảm ơn chú. Còn không ta, chứ, tới chưa tú chắc hết trơn rồi quá ta. Ủa sao, sao chú hộ kiếm hoài không có? Hết rồi. Ây da, ây da, này con. Còn bạn nào không? Còn bạn nào chưa có không? Còn con của chị Chính. Đó, chị Chính hai đứa. À, con có chữ đi chín. Còn bé bên kia còn biết ăn không? Bé bé nhỏ xíu đây, nhỏ xíu biết ăn không? Của con, trời ơi, của con. Còn cái này em tặng cho chị, chú Ken Vinh Trần tặng cho chị một chai dầu. Chai dầu. Dầu này dầu Mỹ gửi về luôn á. Dạ, em cảm ơn. Dạ, tặng gia đình chị. Dạ. Nè, tặng cho gia đình anh Năng. À, cảm ơn chú ở bên. Tặng cho cậu. Cảm ơn chú Vương Tâm rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Tặng cho chị Chính. Rồi. Cảm ơn. Rồi, tới chị Ba chắc hết rồi quá. Hai mà chồng. Tặng cho chị Ba. Cảm ơn chú nha. Dạ. Nhớ cây dầu, nhớ ông cụ là không cấm đinh tử cũng lần đi chợ mua cho dầu không à. Còn nữa không ta? Chị Trên đi có mình anh phải không? Này tặng cho chị Trên nhà chị cái bóng đèn luôn. Bóng đèn này anh lúc trước có anh Năng không biết tới tặng cho cụ chưa? Chưa đâu. Chưa hả? Cho con. Nhá không vô, đừng vô bé. Đưa cho con chính đi. Con cầm chơi con không có ăn nha. Đâu để con chính đi con. Rồi không có. Cụ cụ với lại chị Trên đường hay nhất mỏi phải không? Tặng cho chú Ken Vinh Trần gửi tặng cho cụ một hộp thuốc Salon Bát. Còn nữa còn còn nhiều mạnh thường quân tặng cho cụ rồi lắm, ngày mai sẽ quay trở lại. Đúng rồi. Đây là cái miếng dán Salon Bát nha cụ nha. Miếng này mình tháo ra mình dán. Thì con gửi cho cụ nguyên hộp luôn. Chị cụ với lại chị Trên rồi đó. Có nhức mỏi thì dán từ từ nha. Chú bên Mỹ á. Dạ. Được chút nhiều quá. Rồi các bạn ăn được không ta? Ăn kẹo sô cô la được không? Ăn đi con. Ăn vô vui. Để dành nha. Vui không? Vui. Mơ đi học khỏi cần mua luôn hả? Dạ. Vậy hả? Để dành đi học luôn. Bản có một trai rồi. Còn nữa sáu loại ra ngoài vậy. Túi này giống túi thạch xanh quá cậu. Nè, đâu cho bạn nhỏ nhất này đi. À. Gắng, cố gắng các bạn, cố gắng học giỏi nha. Dạ, dạ. Có học không? À, cho bạn nào còn cục kẹo nữa nè. Tới tài luôn. Vui không? Vui không? Vui. Đó, cảm ơn các chú ơi. Cảm ơn chú. À, rồi, vui quá rồi. Ăn đi, ăn thử đi, ngon không? Thử coi. Con biết ăn không Tú? Trời ơi, mỏ kìa. Trời ơi, súng nhân hết rồi. Ngon không Tú?